huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt U23 Việt Nam tại giải U23 Đông Nam Á 2023. Chiều ngày 8 tháng 8, ông Hoàng Anh Tuấn chính thức trình làng trước báo chí với tư cách huấn luyện viên trưởng U23 Việt Nam tham gia giải U23 Đông Nam Á 2023 tại Thái Lan. Mặc dù đã từng huấn luyện cho nhiều cấp độ trẻ tại Việt Nam như U17 và U20, nhưng đây là lần hiếm hoi mà huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn nhận nhiệm vụ dẫn dắt U23 Việt Nam. Ông sẽ hợp tác cùng đội bóng trẻ tham gia giải U23 Đông Nam Á với tư cách nhà vô địch đương thời. Mặc dù mang đến Thái Lan một đội hình chủ yếu từ U20, với nhiều cầu thủ đang thi đấu ở các hạng đấu như hạng nhất và hạng nhì, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định rằng U23 Việt Nam sẽ không ngừng nỗ lực và thể hiện hết khả năng của mình. Thay đổi là điều không thể tránh trong bóng đá, và huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã nhấn mạnh rằng việc vô địch năm ngoái không đảm bảo sẽ lặp lại thành công. Với mục tiêu chiến lược của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, VFF, U23 Việt Nam sẽ tham dự 3 giải đấu trong 5 tháng cuối năm 2023, với việc tập trung vào vòng loại U23 châu Á. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cũng thể hiện mong muốn tìm ra những gương mặt mới cho đội U23 Việt Nam, xây dựng sức mạnh tương lai. Ông cũng cho biết danh sách đội hình lần này sẽ tập trung vào những cầu thủ trẻ từ 17 đến 20 tuổi, nhằm tạo điều kiện cho huấn luyện viên Chu Xie có đội hình đủ mạnh cho giải U23 châu Á. U23 Việt Nam đã được sắp xếp vào bảng đấu với U23 Philippines và U23 Lào tại giải U23 Đông Nam Á 2023. Giải đấu diễn ra tại Thái Lan từ ngày 17 đến 26 tháng 8, với thể thức vòng tròn một lượt tính điểm. Ba đội đứng đầu và một đội nhì có thành tích tốt nhất sẽ tiến vào bán kết. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn về chiến lược cho U23 Việt Nam tại giải U23 Đông Nam Á 2023. Trong buổi chia sẻ với báo chí, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã tiết lộ mục tiêu quan trọng của U23 Việt Nam tại giải U23 Đông Nam Á là tạo lực lượng kế cận cho U23 châu Á. Ông cho biết các cầu thủ trẻ cần phải rèn luyện rất nhiều, không chỉ về khả năng tấn công mà còn về khả năng phòng ngự. Ông hy vọng rằng các cầu thủ sẽ có chuẩn bị tốt để khi tham gia đội tuyển quốc gia ở tầm cao hơn, họ có thể đáp ứng được yêu cầu từ huấn luyện viên trưởng. Ông Hoàng Anh Tuấn cũng chia sẻ về áp lực trong giải đấu. Ông khẳng định rằng U23 Việt Nam luôn xác định chiến lược và cách áp dụng nó cho từng giải đấu. Với ông, áp lực lớn nhất không chỉ đến từ việc giành chiến thắng mà còn là việc giới thiệu những gương mặt mới. Ông nhấn mạnh rằng mục tiêu cuối cùng của U23 Việt Nam là giúp các cầu thủ có trải nghiệm tốt nhất, học hỏi nhiều bài học và sẵn sàng tham gia đội tuyển ở cấp cao hơn. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cũng tiết lộ thêm về việc hợp tác với huấn luyện viên Chu Xie. Ông cho biết cả hai đều có mục tiêu tạo ra một lứa cầu thủ phù hợp cho đội tuyển quốc gia dựa trên lối chơi cụ thể. Trong khi huấn luyện viên Chu Xie tập trung vào kiểm soát bóng và tấn công, ông Hoàng Anh Tuấn tập trung vào việc phát triển lứa cầu thủ nhanh nhẹn và khéo léo để thích ứng với lối chơi tuyệt vời này. Cuối cùng, ông Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh rằng nhiệm vụ của ông cùng U23 Việt Nam không chỉ nằm trong việc đáp ứng yêu cầu chuyên môn và kỹ thuật từ huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia, mà còn trong việc hỗ trợ cầu thủ trải qua quá trình học tập và sửa chữa lỗi sai để trở nên xuất sắc hơn.